chúng ta hoàn toàn thể di chuyển sớm và chọn cho mình vị trí có thể nói là cực kỳ đẹp trong tình huống này. Đức vừa mất đi vị trí của Vlasenko rồi. Bimin là người có mạng và bây giờ đến group start. Như vậy là đội tuyển Đức đã bị clear hoàn toàn. Korea, Hàn Quốc tranh nhau với Nhật Bản khu vực nhà này ngay dưới chân đội tuyển Việt Nam. Và chúng ta lại tiếp tục là rất là bình quan xem mổ đấu thôi. Đang chờ đợi. Tình huống này nếu mà giao tranh thì khả năng cao là người Hàn sẽ có thêm điểm kill. Họ có lợi thế hơn người 4-3 và rõ ràng cái kỹ năng của người Hàn ấy cao hơn hẳn so với người Nhật trong giải đấu này. Ui rồi ôi quả nết cực kỳ đau luôn, một máu thêm một quả nết nữa đến từ Inonic. Kỹ năng cá nhân được ao trình hoàn toàn và bây giờ thì người Nhật đang đẩy ra, đang có những tiếng đấu súng rồi. 4-2 làm thế nào bây giờ đây, quá khó là những thành viên bên phía đội tuyển Nhật Bản. Họ không có nhiều cơ hội ở tình huống này, họ đang bị áp đảo hoàn toàn kể cả quân số lẫn trình độ. Còn một ít máu nữa thôi, đang nằm sự ở trong nhà. Thêm một quả nếp nữa. Ui rồi ôi. Ném thẳng nếp vào túi của lão Hạc rồi. Ui rồi, ba anh em mình. Ôi đây rồi, tìm được xe rồi. Ôi rồi ôi, tìm được xe rồi, thì sau đó họ đi ngoài bo và sau thì họ đang dụng một, dụng hai. Hai không ạ? Không dụng ai. Vâng. Cái tập phim của người Ấn Độ đến giờ chắc phải chia làm nghìn tập rồi. Cái việc vào bộ của họ ôi rồi, đúng là vũ trụ giải trí có khác. Vâng, họ tấu hài trong mọi hoàn cảnh luôn, từ việc đi bò cho đến việc di chuyển bò. Sơ trả đam cũng gọi là kịch tính này, sau đó thì họ nằm. Việt Nam đang có những cố gắng di chuyển sâu hơn vào bò. Chúng ta hãy xem những tính này. Công đến từ đội tuyển Trung Quốc, Việt Nam gặp Trung Quốc. Hy Man đông được một người nhưng Đức Hiếu mới nằm xuống. Tiếp tục là một đường bắn tốt. Đây rồi, lên nào. Những điểm hạ gục liên tục dành cho đội tuyển Việt Nam. Chỉ có một người cuối cùng nữa thôi. Đây rồi, Hiếu màu lên rồi. Nạc một màu, một màu. Và đó là chiến thắng dành cho đội tuyển Việt Nam. Chúng ta... Điều quan trọng bây giờ là không được phép để cho Argentina họ giành được cái top 1. Bởi vì nếu như họ có top 1 bây giờ thì điểm số sẽ được thêm là 5 điểm, là họ lên được 134 thì họ sẽ cần 5 điểm nữa để vượt qua Việt Nam chúng ta ở trên bảng xếp hạng. Hoàn toàn có thể bởi vì vẫn còn tới 8 người chơi, chứ là 7 người chơi ở trong bản đồ mà. Không top 1 và cũng không có thêm kill, đấy là điều mà chúng ta mong muốn. Nếu có kill thì ít thôi. Nếu có những tình huống nốc của Argentina thì tôi lại càng mừng. Đây rồi, Savio đẩy lên, nhìn thấy một người. Ôi dồi ôi, xấy kiểu gì thế này? Anh ơi, thôi bây giờ nếu không bắn được thì mình dựng lại một tí cũng được anh ạ. Cái chỗ này trông có vẻ là lùi. À đây rồi, bắt đầu lùi. Lùi rồi. Thôi, lùi thôi anh ơi. Tầm này không ổn là lùi thôi, bởi vì dù sao thì Aken với cả Thổ Nhĩ Kỳ thì cũng sẽ sớm phải va nhau mà. Có những tình huống cover đến từ những người đồng đội ở trên nóc nhà, các bạn thấy rằng đó là lý do tại sao mà Sabir dám đẩy tình huống vừa rồi. Một tình huống đẩy có thể nói rất tự tin. Argentina thì đã ở trong bo rồi, Thổ Nhĩ Kỳ bây giờ mới là những người bắt đầu khó khăn, họ còn một chút ở trong bo. Những cái vấn đề là đây đúng một người bị knock out. Phơm đi Senan ơi. Trời đó. Hay quá, Senan phơm rồi anh ạ. Vừa là Arke mất đi một điểm kill rồi. Những thổ bây giờ lại đang bắn. Argentina vừa bị knock rồi. Các thành viên Thổ Nhĩ Kỳ bắn vào đội hình của Argentina. Liệu các thành viên về Argentina có cứu được nhau hay không đây? Một tiếng bắn khá là tốt. Thổ Nhĩ Kỳ vẫn còn đến 3 player. Họ có thể gây được cho mình áp lực cực kỳ lớn với Argentina ở khu vực cánh này. Hai team đang ở rất gần nhau. Hơi tiếc một điều là bao nhiêu nét của ông Thổ Nhĩ Kỳ thì ông dã hết vào đội tuyển Việt Nam của chúng ta rồi. Giờ bây giờ Thổ Nhĩ Kỳ lại không hết còn đồ. Có bao nhiêu lửa, bao nhiêu nét ông ném hết vào chúng ta. Không hiểu tại sao các ông nghĩ gì. Bây giờ thì Thổ Nhĩ Kỳ lại đang hứng chịu một màn mưa nét đến từ các thành viên phía Argentina. Còn các thành viên phía Đài Bắc Trung Hoa họ vừa lút thêm được một đống đồ đến từ đội tuyển Anh. Họ có quân nhu và họ có thể dã vào các thành viên phía Argentina trong tình huống này. Thổ Nhĩ Kỳ mất một người. Rafting knock out được Scofield. Tiếp theo thì sao đây? Tiếp tục là những tình huống sấy rất khó chịu đến từ các thành viên phía của team Argentina. Khả năng cao là các thành viên Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không cứu được người của team này đâu. Bom vẫn được trả ra liên tục. Đang cố gắng cắn thêm máu và chưa thấy cái sự xuất hiện nhiều của Đài Bắc Trung Hoa trong tình huống này. Thôi xong rồi, đứng dậy giờ cũng không khác gì một cái án tử cả. Scofield chính thức để bị confirm và điểm kill sẽ thuộc về các thành viên của Argentina. Một cái cửa liên tục 3 của Argentina bây giờ chính ra là vẫn còn. Vị trí của họ lại đang tuyệt đối an toàn sau khi vòng bo thứ 8 nó có một cái sự ủng hộ dành cho những người Argentina. Quả nết được cẩu vào, nó quá thiếu đi những sự chính xác. Bây giờ thì Xavier nằm rồi, không ổn rồi. Nguy cơ chúng ta để mất cái top 3 đó hoàn toàn có thể ở thời điểm này. Argentina họ vẫn đang làm quá tốt trong một cái góc bắn. Họ chia người ra để trả sát thương từ cả hai bên. Cũng vì một phần Đài Bắc Trung Hoa bây giờ cũng không còn lựu đạn nữa. Nhưng cột macro knock out được anh chàng Reebok Sikri. Liệu đây có phải tín hiệu tốt dành cho đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ cũng như là Đài Bắc Trung Hoa hay không đây? Giờ thì đồng tâm hiệp lực thôi, cùng xả sát thương về đội hình của Argentina.
Giờ mát, anh ta đã tốt rồi. Thêm một điểm knock out nữa. DraftKings vẫn đang bắn quá tốt. Không ổn rồi, 10 kill trước Argentina. Nhưng bây giờ thì các viên Đài Bắc Trung Hoa phải lao lên. Ủa lên, không bị knock 2 mà. Họ cần phải lên, lên luôn đi Đài Bắc Trung Hoa ơi. Abo rồi. Đấy rồi. Zenan. Ui, mất Xavier rồi nhưng Zenan. Một người, làm thêm người nữa. Cố lên Zenan ơi. Anh ta chỉ có 31 máu mà thôi. Bình tĩnh nào. Ui, Zenan chỉ còn một máu anh ơi.